Để bảo vệ mất pha thì tới xe công suất này, trước khi đi xuống mát, người ta bắt nó đi qua một con chở, và người ta hay gọi con chở này là con chở săn. Chở này là con chở này nó có trị số ôm rất là nhỏ nhé. Nó có 10 miliôm, có những cái máy nó có 10 miliôm, tức là 10 miliôm tức là bao nhiêu? 1% của ôm. Thế thì trước khi thoát xuống mát thì nó bắt đi qua cái này. Chúng ta hình dung ở cái vị trí này là đầu vào đây này. 300V vào thì người ta gọi là chân cộng này. Thế còn cái chân này mà sau khi đi qua tầng công suất nó đi xuống chân này là người ta gọi là chân chân trừ này. Và nó bắt đi qua con trở này. Cái điện áp thu được ở cái con trở này người ta sẽ khuếch đại nó qua một một con IC khuếch đại thuật toán. Thì cái con IC khuếch đại thuật toán này tôi có giảng ở trên cái giáo trình điện tử căn bản. Và người ta sử dụng cái con IC là cái họ của nó là LM358. Cái con IC LM358 thì bên trong nó có hai cái ô tam giác như thế này. Và chân của nó như thế này. Chân số 3. Chân số 3, chân số 2. Chân số 1. Chân số 1 là chân ra. Chân 3 và chân 2 người ta gọi là hai chân vào. Chân 8 là nguồn. Chân 4 là mát nha. Đây là chân mát này. Ở chân nguồn này thì có máy nó dùng 5V. Có máy nó dùng tới 15V. Còn chân 5, 6, 7 là sao thầy? Chân 5, 6, 7 thì tạm thời nó để trống. Nó không sử dụng, thường là nó sử dụng một bên thôi. Hoặc là nó dùng vào việc khác. Cái chân 3 này người ta gọi là chân in cộng. Chân 3 là gọi là chân in cộng. Cái chân 2 người ta gọi là chân in trừ. Cái chân 1 này nó gọi là chân out. Thì cái điện áp thu được ở chân 1 này nó sẽ báo về vi xử lý. Cái chân in cộng này là cái chân nó lấy tín hiệu vào. Ví dụ như là máy pala thì cái chân in cộng nó lấy tín hiệu từ bên này sang. Còn cái chân in trừ này chúng ta lưu ý ở cho tôi cái chân in trừ này như này. Nó có một con trở hồi tiếp từ chân 1 quay lại. Đây là cái con trở mà người ta gọi là cái con trở hồi tiếp. Thì nó lấy từ cái đầu ra này. Nhá. Quay lại cái chân trừ này. Cái con trở này tí nữa nó tạo thành cái hệ số khuếch đại. Tôi gọi con này là con R1. Và một con nó đấu từ đây xuống mát. Đấy. Ở chân số 3 này thì thường thường là nó có một con trở nó mắc lên 5V nữa. Đấy, thì bây giờ nó như này, đây ví dụ như là cái máy Palasonic. Thì bây giờ tôi mới phân tích cái máy này nó như này. Con trở này nó tầm độ 2K. Con này là R3. Cái mạch này nó có hệ số khuếch đại như này. Mạch này nó có hệ số khuếch đại như này. Hệ số khuếch đại của cái mạch này nó bằng bằng R1 chia cho R2. Đấy. Được bao nhiêu thì cộng với 1. Tôi lấy ví dụ con này người ta cho là 10K. 10K đi. Con này người Tiếng ta cho nhỏ là quá. 2K thì cái mạch này nó có hệ số khuếch đại là bằng 10 chia cho 2 bằng 5 cộng với 1 là 6. 6 lần. R1 mà bằng 10K. R2 mà bằng 2K.
thì cái hệ số quách đại nó bằng 6. Anh em hiểu chỗ này nhé. Đấy. Hệ số quách đại là bằng 6. Thế này, cái này tôi giải thích nó như này. Và cái điện áp ban đầu ở cái con này luôn luôn phải đưa ra 2,5 V nhé. Chúng ta chú ý nhé. Luôn luôn nó phải đưa ra 2,5 V. Điện áp chỗ này này là nó có 2,5 V nhé. Sau này chúng ta nhận biết cái mạch bảo vệ mất pha bằng cái điện áp này này. Chúng ta cứ đo một con IC mà nó ra chân 1 mà nó ra 2,5 V thì ta biết là đấy là bảo vệ mất pha nhé. Còn nó ra 0V hay là 5V thì đấy là bảo vệ quá dòng. Còn nó ra 2,5 V là ta biết đấy, đấy là bảo vệ mất pha đấy. Đầu tiên người ta phải chỉnh hai con trở này để người ta đạt được, để người ta đạt được cái hệ số khuếch đại trước. Sau đó người ta chỉnh cái con trở này này, R3 này này, để người ta thu được cái điện áp ra là 2,5 V. Đấy, là coi như là cái mạch này là đã thiết kế xong. Đấy nhá. Con này người ta gọi là con LM358. Một là LM358 hoặc là LM2904. 358 là cái họ nó khuếch đại về biên độ nha. Hoặc là LM2904, hai con này nó tương đương với nhau nhá. Thay được sang cho nhau không hả thầy? Được, hai con này thay được cho nhau. Bây giờ tôi giải thích, phân tích cái nguyên tắc hoạt động của cái mạch này như này. Khi IC công suất này làm việc thì mỗi một pha này nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái đoạn xung. Mỗi một pha U này nó tạo ra một đoạn xung. Nếu trường hợp mình lấy đồng hồ hiện sóng mà đo cái chân cho nó hiện xung thì mình đo làm sao để biết được thầy? Hiện nay máy hiện sóng không đo được cái xung này em ạ. Lý do là như vừa rồi buổi trước tôi đã nói đây, là tức là cái xung này là nó cái pha nó biến đổi liên tục. Mình chỉ ghi minh họa lại thôi, nhưng mà cái pha nó biến đổi liên tục. Đấy. Đoạn này là U này. Xong đến đoạn này là V này. Xong đến đoạn này là V kép này. Nó cứ thay đổi liên tục như vậy. Thì đây, từ đây là U, từ đây là V nhá. Chúng ta hiểu nó như vậy nhá. Mỗi đoạn nó tạo ra một đoạn xung, mỗi cái pha nó tạo ra một đoạn xung. Đây là pha U này. Đây là pha V này. Đây là pha V kép này. Đấy. Sau đó lại cứ U V V kép cứ như vậy. Thì cái xung này thì tôi vẽ như này thôi, nhưng mà ở cái chân này này, ở cái chân trừ này nó có biên độ, nó chỉ khoảng là 0,5 V. Chúng ta hiểu cái biên độ tức là cái độ cao nhé. Thì cứ phóng to lên tí nhé. Hiểu cái biên độ này, có biên độ có nghĩa là nó là cái độ cao của cái xung này này. Thì nó chỉ có 0,5 V thôi. Anh em hiểu cái này nhé. Người ta gọi là biên độ, tức là cái độ cao của cái xung này là 0,5 V. Đi sau khi đi qua cái con IC này mà nó khuếch đại bao nhiêu? 6 lần, anh em hiểu chỗ này không ạ? Thì cái biên độ của cái xung này nó sẽ nhân với 6. Hiểu chưa? Hệ số khuếch đại là 6 lần thì chúng ta sẽ thu được cái xung này có biên độ là 5 nhân với 6 là 3 V. Đấy. Thì người ta phải thiết kế mạch làm sao đó để cho cái biên độ xung ở đây này là nó phải đạt được ít nhất là 2,5 V. Như vậy là nó phải nhân với 6 hoặc là nhân với 7 hoặc là nhân với 10 lần cũng được. Nếu mà muốn cho nó nhân với 10 lần thì chỗ này nó phải là bao nhiêu? 20K 11 lần. Nhiều con nó cho lên 20k giả sử như vậy, và con này nó cho 3k
thì là 20 chia cho 3 bằng gần bằng 7. Còn này là 18k đi chẳng hạn. Bằng 18 chia cho 3 bằng 6 cộng với 1 là 7, 7 lần ví dụ như thế. Đấy. Hay là 20 21k đi chẳng hạn ví dụ thế. Bằng 7 là nhân với cộng 1 là 8. Thì cái biên độ này nó phải tính toán làm sao đó để nó không được thấp quá mà nó cũng không được cao quá nhá. Thì cái đấy là do nhà sản xuất. Thì chúng ta hiểu rằng là sau khi nó khuếch đại qua cái mạch này, nếu như nó đưa vào chân in cộng, nó ra đây thì nó vẫn là cái xung này nó không thay đổi về pha. Nhưng sang bên này thì cái biên độ nó đã tăng lên gấp 7 lần, 8 lần. Đây, biên độ nó cao như này. Đấy, khi nó cao như này thì nó về vi xử lý nó xuất hiện ra nhá. Thì chúng ta cứ hiểu nó như vậy. Biên độ nó cao như này chẳng hạn thì về vi xử lý nó mới phát hiện được. Còn để nó thấp quá là về vi xử lý nó không nhận ra được. Bây giờ chẳng may nó bị mất cái xung V này. Mất cái xung V, à mất cái pha V này. Thì đến cái đoạn V này này. Đoạn V này này. Anh em hiểu cái đến cái đoạn V này này. Thì nó hóa thành cái đường thẳng. Đấy, đại khái là chúng ta hiểu như vậy. Đến cái đoạn V này nó thành cái đường thẳng như này. Và sau khi khuếch đại xong thì ở bên này nó cũng thành cái đường thẳng như này. Tức là nó bị mất một đoạn, bị thành đường thẳng như này. Và khi đưa về vi xử lý thì vi xử lý nó sẽ phát hiện ra là cái xung này đang bị đứt quãng. Phát hiện ra là vi xử lý là phát hiện ra là xung này bị đứt quãng. Và ngay lập tức là nó ngắt cái lệnh này đi. Ngắt toàn bộ những cái lệnh này đi. Rất nhanh. Cho nên là chúng ta thấy nếu mà các cái máy mà có mạch bảo vệ mất pha ấy, rồi thì là lốc nó chỉ chạy độ 2 giây là nó ngắt thôi nhá. Nó ngắt rất nhanh. Đấy. Vì cái con vi xử lý nó phát hiện ra cái xung này nó bị đứt đoạn là nó biết là bị mất pha là nó ngắt đi rất nhanh. Trường hợp nó ngắt như vậy kiểm tra sao thầy? Khi nó ngắt như vậy thì chúng ta phải đi kiểm tra xem là IC này nó có ra đủ 3 pha hay không nhá. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cách kiểm tra cái con IC này nó có ra đủ 3 pha hay không. À? Thấy cái con R1 kia gì nó nối về chân in trừ là đúng rồi. Nó hồi tiếp về chân in trừ. Hồi tiếp vào thầy. Ừ. Để có nghĩa là nó lấy so sánh giữa cái chân cộng với chân trừ thầy. Hay là cái con này anh em cứ xem lại trong cái bài trong điện tử căn bản phần 1 ấy, tôi có phân tích. Con này vâng. Con này kết hợp với con này này à, nhiệt độ để nó tạo ra hệ số khuếch đại nhá. Vâng. Hệ số khuếch đại vâng, nó vâng. Tính theo cái tỷ lệ này. Thế còn cái con R3 này và R đây là gọi là R4 đi chẳng hạn. R3 và R4 này thì nó có nhiệm vụ là nó tạo ra cái điện áp 2,5 V. Tức là hai con này nó phải chỉnh để nó đạt được cái điện áp ra này là 2,5 V lúc ban đầu. Tất cả các mạch bảo vệ mất pha nó đều ra điện áp này bằng nửa điện áp của nguồn VCC của cấp cho vi xử lý. Vi xử lý ăn 5V thì điện áp này là 2,5 V. Vi xử lý ăn 3,3 thì điện áp này là 1,6. Đây thì tôi ghi vào đây nhé. Ghi đây để anh em... Vâng thầy. Cho nên là sau này chúng ta chú ý IC này mà nó tốt nhưng trở lại đứt áp ra này chắc chắn sai, một là bằng 0, hai là bằng 5. Trở lại đứt áp ra này cũng bị sai. Trở lại đứt
áp ra cũng bị sai, trở lại đứt áp ra cũng bị sai. Đấy, nếu như áp ra này bằng 0 hay là bằng 5V thì lốc nó còn ngắt nhanh hơn, lốc nó chỉ xẹt cái nó ngắt thôi, được dây ngắt. Còn cái mạch này tốt, mạch này tốt mà cái IC là nó bị ra thiếu pha thì nó còn chạy được 2 đến 3 giây. Thế còn cái mạch này nó ra điện áp sai thì nó chỉ chạy được dây thôi, thậm chí nó kỳ o o o xong nó thôi, nó không không chạy được. Đấy, anh em sửa có bao giờ thấy cái tiếng lốc nó o xong nó thôi không? Đấy, đồng chí nào làm thì biết nhá. Nghe có mà thầy. Hả? Có mà, nhiều rồi. Đấy, nghe nó o o xong nó thôi, nó không chạy nữa là nó có khi là cái mạch nó đang rồi, mất pha. Thế mạch còn thấy lốc nó chạy. Thấy lốc nó chạy xịch một cái nó được khoảng 2 3 vòng ấy. Nó thôi thì là con này nó bị mất pha nhá. Thì cái mạch này, đây là cái mạch mà tất cả các điều hòa inverter nó đều có cái mạch này, và cái nguyên lý hoạt động của nó cũng như thế này luôn. Đấy, hiểu được cái mạch này là cái mạch khó nhất ở trên điều hòa inverter đấy. Con vừa nãy thầy nói quá dòng này sao thầy? Quá dòng đây là đang mất pha chứ. Hả? À, quá dòng thì để phân tích tí nữa. Quá dòng là phân tích buổi trước rồi chứ. Không, con có nghe thầy nói trường hợp mà cái gì nó bị mất pha, nó hỏng cái khối này có liên quan cái phần quá dòng gì đó. Cái đấy là cái bảo vệ quá dòng à? À, bảo vệ quá dòng là khác chứ. Đây là đang nói bảo vệ mất pha mà. Thầy cho em hỏi chút. Rồi. Trong cái điện tử cơ bản là có cái hệ số khuếch đại rồi 1:2 này, hình như nó nằm ở trên cái đường đầu vào thì hệ số khuếch đại của nó là bằng tỷ lệ này như thế này. Đây nó lại nằm ở trên cái đường mát thì không biết là khác. Trên điện tử căn bản thì nó có hai kiểu, tôi dạy hai kiểu. Một là cái đường tín hiệu nó đi vào bên này này. Tức là bây giờ là thay con R2 này, thay vì nó xuống mát thì nó lấy sang đây này. Đây là máy pala thì nó thế này. Đây tôi lấy nó nối này. Nó nối trên mát là cái hệ số vẫn thế à thầy? Ờ, là hệ số cái đài thì nó lấy mà nó lấy ở bên đầu này. Đấy, có máy nó thế này nhá. Còn cái R4 này thì nó xuống mát. Cái này nó xuống mát. Thì cái tín hiệu nó đi vào cái đầu này. Thì với cái trường hợp như này thì là cái hệ số cái đài nó bằng 1 à bằng R1 chia ra R2 nhưng nó không cộng với 1 nữa thôi. Tức là nó nói tóm lại là nó chỉ khác nhau một chút xíu thôi nha. Cái trường hợp mà tín hiệu nó đi vào cái chân in trừ này thì người ta gọi là mạch khuếch đại đảo. Tức là xu ở cái đầu vào này nó ra đầu ra này nó đảo ngược lại. Ví dụ như chúng ta đưa hình sin vào thì nó đảo ngược lại. Thế còn vào cái chân in cộng này người ta gọi là khuếch đại không đảo. Hệ số khuếch đại thì chênh nhau một thôi. Ví dụ như là kiểu này thì là bằng cái con này chia cho con này cộng với 1. Thế còn nếu mà nó đưa vào cái chân, giả sử đổi đây là thành trừ, đây là thành cộng chẳng hạn. À nhưng mà không được. Nếu mà trên này thành trừ thì cái hồi tiếp nó phải quay về chân trừ cơ. Tức là đổi cái chân đầu này nó về đây này. Thì là nó bằng hệ số khuếch đại bằng 2 con này chia cho nhau thôi. Nó không cộng với 1 nữa. Em thấy cây ghi vẫn là cộng 1. Em tưởng là cái hệ số khuếch đại là nó chỉ đảo mà không đảo. Nó chia cái hệ số giữa cái điểm trở trên đường ra và đường vào. Đây trên trường. Đây là cái hồi tiếp. Tức là cái hệ số khuếch đại nó cứ bằng cái hồi tiếp này chia cho cái con trở này này. Là nó ra hệ số khuếch đại. Sau này chúng ta thiết kế mạch này được mà. Ví dụ như là trong cái tâm âm. Trong anh em mà ai mà giáp tăng âm ấy, tôi có cái sơ đồ cho giáp. Xong đến lúc là cho cái con này này bằng cái chiết áp ngoáy con này này. Ngoáy con này là nó thay đổi cái âm thanh. Yeah. Chỉ có R1 là thay đổi âm thanh. Yeah. R1 hoặc là R2 thay đổi, có nghĩa là thay đổi tỷ lệ. Tỷ lệ là nó thay đổi hệ số đấy. Dạ vâng. Thế thì cái mạch bảo vệ mất pha này nó sẽ sinh ra mấy cái bệnh như này. Nếu
áp cái của cái áp mà chân 1 của IC mà ra sai ở đây có nghĩa là bằng 0 hay là bằng 5 đấy, thì block nó chỉ khởi động 1 giây nó ngắt. Block nó khởi động xoẹt cái nó ngắt luôn, 1 giây là nó ngắt luôn, mà thậm chí là nó còn không khởi động được, nó chỉ kêu o o thôi. Thế còn cái áp chân 1 nó ra 2,5 V thì ta hiểu là cái mạch nó tốt rồi, nó tốt rồi. Thế nhưng mà nếu mà IC mà nó ra lệch pha hay còn gọi là mất pha đấy, thì lốc nó chạy được, lốc khởi động được 2 đến 3 giây. 3 giây là nó ngắt. Đấy. Tại sao tôi lại bảo cái mạch này là khó nhất ở trong cái bo này? Khi mà cái mạch này nó hỏng mà chúng ta không sửa được thì chúng ta phải thay bo, chả làm nào nó chạy được. Thế còn cái mạch OVP mà không sửa được thì cứ làm nào cho nó có 3V câu vào là nó chạy. Ta hiểu không ạ? Cái mạch bảo vệ quá dòng buổi trước học ấy, bảo vệ quá dòng trực tiếp ấy, mà nó không chạy được, nó do nó bị hỏng, thì cứ đem cái chân xin chọc xuống đất là nó chạy. Hiểu không ạ? Còn cái mạch bảo vệ quá dòng AC hay còn gọi là quá tải thì nhiều khi nó hỏng không sửa được, thì nhiều anh em nó làm cái cầu phân áp, nó tạo ra cái điện áp, nó câu vào nó cũng chạy, cũng chạy được. Ví dụ như cái pala mà cái mạch đấy nó hỏng thì nó cứ báo lỗi, check cho lỗi H16 là dòng của máy lén thấp. Nên nhiều anh em nó bị check cái biến áp, check cái cuộn CT ấy. Thì biến áp CT không mua được. Lấy một con trở 10K đấu từ 5V vào, cái chân tụ C29 là nó chạy. Thế còn những cái máy mà nó bảo vệ quá dòng AC mà để nó giúp cho lốc tăng tốc thì bắt buộc phải sửa, bởi vì là nếu không sửa thì lốc nó không tăng tốc được. Thế còn cái bảo vệ mất pha này, thế nó mà hỏng nó làm cho điện áp này ra sai này thì buộc phải sửa, thay IC không được thì phải đi mò mấy con trở này này để mà kiểm tra nhá. Còn nếu mà không sửa được cái mạch này thì chỉ có thay bo thôi. Đấy, cho nên là tại sao hôm nay tôi muốn cho anh em là học nó hơi chậm, tốc độ nó hơi chậm, nhưng mà muốn anh em để anh em hiểu nó sâu về cái mạch này nhá. Thầy, cái mặt tăng tốc mình học chưa nhỉ? Mạch tăng tốc là cái mạch bảo vệ quá dòng AC thì một buổi trước mới học, mới giới thiệu thôi, còn học kỹ thì chưa. Buổi sau thì tôi sẽ phân tích kỹ hơn về cái mạch đó. Bây giờ tôi xếp cái mạch này cho anh em. Đây là bảo vệ mất pha. Đấy.